Núi Trà Sư thuộc khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Có tên chữ hiếm người biết, đó là Kỳ Lân Sơn. Núi tuy chỉ cao 146m, nhưng có nhiều chùa chiền, am, miếu, đồng thời cũng là nơi thường diễn ra những buổi sinh hoạt tâm linh, huyền bí. Lúc nào, núi Trà Sư cũng có đông đảo khách thập phương, thượng sơn, cúng bái. Đối diện với củi trùng đài trên quốc lộ 91 là con đường ngắn nhất lên núi Trà Sư. Và hôm nay chúng tôi cùng với đoàn từ thiện làm một việc vô cùng ý nghĩa để tô điểm thêm một phần vẻ đẹp cho ngôi chùa Tây Hưng trên núi Trà Sư. Trở lại với kênh Đức An Giang. Và kính thưa toàn thể quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão 2023. Và hôm nay cùng với đoàn từ thiện của xã Bình Thủy, Bình Mỹ và cũng như các hội chữ thập đỏ của các xã thuộc huyện Châu Phú, huyện Phú Tân cũng có về núi Trà Sư để làm một công việc rất là ý nghĩa các bạn. Đó là đem hai cái tảng đá được khắc chạm câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật này nè các bạn. Hôm nay mình ghi lại những cái khoảnh khắc này để làm tư liệu, cũng làm một cái kỷ niệm. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hết clip nha. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Đức đang có mặt ở tại Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang các bạn, và đang ở dưới chân núi Trà Sư đó các bạn. Hôm nay thì đây có rất nhiều những anh em từ thiện đến đây để đem hai cái tượng đá có khắc chữ Nam Mô A Di Đà Phật nè các bạn lên trên đỉnh núi Trà Sư. Và mỗi một khối đá này là khối đá nguyên khối các bạn. Khối đá nguyên khối người ta khắc chạm thì với cái trọng lượng khoảng 800kg cho đến 1 tấn luôn các bạn. Thì bằng cách nào để có thể đem hai cái khối đá này lên trên đỉnh núi được thì mời các bạn chúng ta cùng theo dõi nha. Ở đây có rất là nhiều các anh các chú ở đoàn từ thiện của các huyện trong tỉnh An Giang đến đây để mà hỗ trợ đưa cái hai tảng đá này lên trên. Phía sau này là chữ nổi nha. Cái mặt này là mặt trước nè, mặt trước chữ nổi nè, mặt sau chữ chìm. Có rất nhiều giải pháp đưa ra để mà tính toán và đưa hai cái tảng đá này lên trên núi các bạn. Và kính thưa các bạn thân mến, thì hiện tại đoàn từ thiện đang tìm những cái giải pháp tốt nhất để đưa hai cái biển Nam Mô A Di Đà Phật này lên chùa. Và được biết chùa ở phía trên đỉnh núi Trà Sư là chùa Tây Hưng nha các bạn. Chùa Tây Hưng. Và từ chân núi đang để hai cái tượng đá này nè các bạn. Thì lên tới chùa Tây Hưng là tầm khoảng trên 200m đó các bạn. Nhưng mà 200m tính theo đường núi thì rất là khó đi, chứ không phải dễ đi nha các bạn. Nó quanh co và cũng như là dốc. Mà mỗi một tảng đá như thế này thì nặng gần cả tấn cho nên rất là khó. Thì hôm nay huy động tầm khoảng 30 trên 30 người từ thiện ở khắp nơi về đây để mà hỗ trợ đưa hai cái bảng này lên trên chùa Tây Hưng.
giờ hôm nay cũng rất may mắn quay lại những cái khoảnh khắc này các bạn. Hôm nay cũng không tính trước nhưng mà đi được và ghi lại những cái hình ảnh để cho các chú các anh chúng ta có những cái hình ảnh kỷ niệm và lưu lại một phần công đức nhỏ nhoi để đóng góp với đạo Phật. Và hai bức tượng này với một câu niệm Phật rất là đơn giản các bạn, đó là Nam Mô A Di Đà Phật, ai ai cũng đều niệm được, nhưng mà đã được khắc vào trong đá nguyên khối và đưa lên để đưa lên chùa Tây Hưng, một trong những cái công việc làm rất là khó khăn và đòi hỏi tính toán cũng rất là kỹ lưỡng và nhiều nhân sự để làm cái công việc này. Và mỗi lượt như thế thì sẽ đem lên một khối đá ha các bạn. Và mời chúng ta cùng theo dõi hết quá trình. Và đây là cái khối đá đầu tiên. Các chú các anh trong đội từ thiện chúng ta là đã nghiêng khối đá để xuống xe ha các bạn. Và dùng cách là như kéo pháo lên trên đồi ngày xưa để mà kéo lên trên núi. Rất nặng ha các bạn. Nhưng mà cũng nhờ số lượng đông và cũng thấy là đã tính toán kỹ rồi đó các bạn. Rất là đẹp. Và bây giờ thì đã cố định được cái bia đá lên trên cái xe rồi các bạn. Bây giờ đã chuẩn bị di chuyển. Rất là nặng các bạn. Đây là kéo dưới đồng bằng các bạn. Thì miếng này nặng gần khoảng 1 tấn. Đây là ở chỗ đường lộ xe nè. Đó. Mà thấy còn khá là nặng ha. Một lát nữa lên dốc như thế nào. Và hiện giờ thì đoàn đang lên dốc nha các bạn. Rất là nặng thì nhờ sức người kéo cho nên là trên 30 người luôn các bạn. Kéo một cái bia đá, cái bia đá có chữ là Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một khối đá nặng gần 1 tấn. Rất là nặng ha. Và đây là dốc các bạn. Đây lên dốc. Và đoạn đường tầm khoảng 200 trên 200 mét các bạn. Và khối đá này sẽ lên chùa Tây Hưng. Đây các bạn. Và không cần máy cảo, chỉ cần sức người thôi. Tại hôm nay đoàn từ thiện về để hỗ trợ khá là đông. Đây là cái dốc rất là đứng, rất là nặng. Cái khối đá nguyên khối nha các bạn. Đây là một cái khối đá nguyên khối nặng gần 1 tấn cho nên là phải sử dụng rất là nhiều sức người. Và đoàn đang nghỉ ngơi các bạn. Rất là nặng cho nên là phải nghỉ ngơi ha. Tôi chạy theo tôi quay cũng mệt đó các bạn. Đó. Bây giờ đoàn đang chỉnh lại chiếc xe ha. Có 3 sợi dây ha các bạn. Cái đoạn đây là một đoạn khá là dốc. Khá là dốc nên mấy chú cũng rất là vất vả. Rất là nặng ha các bạn. Lại tiếp tục là có một đoạn dốc nữa.
Tiếp tục là có một đoạn dốc nữa. Dốc này còn cao hơn nữa các bạn. Dốc này còn cao hơn nữa. Đây, rất là nặng. Đây, rất là vất vả. Dốc này rất là vất vả. Và lại là một khúc quanh co nữa các bạn. Quá ngoạn mục. Rất là nặng các bạn. Rất nặng, rất nặng. À, tiếp tục là một cái dốc quanh co. Chỗ này rất là khó khăn các bạn ơi. Rất là khó. Vô đường này rất là khó. Và tiếp tục là đoàn nghỉ ngơi các bạn. Đó. Tôi chạy theo tôi quay còn mệt mà. Đây rất là mệt các bạn. À, chuẩn bị cái máy kéo nữa kiểu này cắt tay nó mệt thôi. Và người kéo cũng như người đẩy và rất là đông, cho nên là dù khối đá bao nhiêu rất là nặng, trên 800 kg, gần 1 tấn rồi các bạn, thì vẫn lên dốc rất là bình thường ha. Mình đi lội bộ lên dốc này không cũng mệt đó các bạn, dốc rất là đứng, núi Trà Sư cái dốc rất là đứng và quanh co, lên cũng rất là khó khăn các bạn. Nhưng mà mấy chú cũng vì đồng lòng và hướng về hướng Phật, cho nên là được gia hộ và sức mạnh vô cùng. Lên dốc luôn đi. Ở đây có một cái khúc cua rất là lớn các bạn. Cua rất là gắt. Cua như cùi chỏ mình vậy đó. Đó. Thì Đức đang đứng ở đây khúc cua. Vừa tới khúc cua thì lại có một cái khúc dốc nữa các bạn. Đó. Rất là lớn ha. Thì với giải pháp là kéo cái đoàn dây này lên trên cái đường rừng. Rồi sau đó mới quay trở lại và kéo lên về hướng ngược trở lại. Và bây giờ đoàn chuẩn bị đang kéo các bạn. À, đây là tới khúc cua các bạn. Đây là tới khúc cua. Rất nặng ha. Và đây tiếp tục đoàn sẽ lên dốc ha. Hết dốc này thì đến một dốc khác. Khối đá rất nặng. Vâng, và hiện tại khối đá đã được đem vô khuôn viên chùa nha các bạn. Rất là mệt. Rất mệt, rất mệt. Đây là những khuôn mặt rất là mệt mỏi các bạn, không phải nhẹ đâu các bạn. Rất nặng ha. Ở đây đã đến chùa. Và đã đến khuôn viên của chùa Tây Hưng. Và tượng đá cuối cùng cũng đã được kéo lên. Và từ dưới chân núi cho tới tượng đá được kéo lên chùa Tây Hưng này thì tầm khoảng trên 200m nha các bạn. Trên 200m nhưng mà tính theo đường của đồi dốc rất là nặng. Đây những khuôn mặt đã thể hiện rất là mệt mỏi. Rất mệt đó các bạn. Mình đi bộ đây rồi mình cũng thấy cũng khá là mệt đây. Đây hai tượng đá Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được đặt ở ngay chỗ này, ngay chỗ sư cô các bạn. Đây.
Và các bạn thấy để dựng cái tượng này lên, một cái khối đá này lên cũng là một khó khăn. Đã qua những cái đoạn đường dốc rồi, qua những cái đoạn cua rồi, bây giờ đã đến chỗ mà chỉ cần dựng lên thôi cũng rất là khó các bạn. Dựng lên mà lấy ra khỏi cái xe này nè cũng rất là khó. Phải có can thiệp của bả lan hoặc là có máy móc các bạn. Nhưng mà đây là một cái chùa rất là nhỏ, đem những cái máy móc đó lên cũng rất là khó. Cho nên là sử dụng cái sức người là chủ yếu. Và đây đội từ thiện của chúng tôi đang dựng cái bảng tượng đá dựng lên bằng chính sức người. Rất là nguy hiểm các bạn. Rồi, cuối cùng thì một tượng thứ nhất cũng đã được dựng lên ở chùa Tây Hưng. Công đức vô lượng, công đức vô lượng. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thì một cái tượng đầu tiên, một cái bia đá đầu tiên đã được đưa lên trên chùa Tây Hưng. Và đây là cái bia đá thứ hai. Và về với bia đá thứ hai này thì các chú trong đội từ thiện chúng ta đã có nhiều cái kinh nghiệm hơn để cho cái bia đá nó sẽ để lên xe nhẹ nhàng và đúng tư thế. Hy vọng nó sẽ lên đến chùa Tây Hưng cũng im xuôi như bia đá đầu tiên. Và đây là một cái bia đá Nam Mô A Di Đà Phật thứ hai các bạn. Với cái bia đá đầu tiên thì các anh các chú bên đội từ thiện đã rút được nhiều cái kinh nghiệm. Và đến bia đá thứ hai này thì mấy chú làm thấy rất là nhẹ nhàng các bạn, và sử dụng nhân công cũng rất là ít, không cần đông như bia đầu tiên. Và về sức kéo, các chú nãy cũng có chia sẻ là kéo lên dốc thì rất là cao, dốc cũng quanh co nhưng mà lên cũng dễ dàng các bạn. Thì cũng nhờ chư vị sơn thần cũng như Đức Phật Tổ Phật Thầy phù hộ. Và công tác để bia đá lên trên xe cũng đã xong hết các bạn. Và để rất là mau chứ không như cái bảng đầu tiên. Mấy chú đã rút được những cái kinh nghiệm để làm cho nó mau lẹ hơn. Và thấy rất là dễ các bạn. Và sử dụng nhân công cũng ít hơn nữa. Rồi, công tác cố định bia đá vào trong xe đã xong các bạn. Chuẩn bị cuộc hành trình thứ hai, kéo bia đá lên trên đỉnh núi và lên chùa Tây Hưng. Các bạn cùng theo dõi nha. Một công việc rất là ý nghĩa.
Thì qua dốc này thì đã đến được chùa Tây Hưng. Và hai tượng đá đã đến thành công và im xuôi mọi chuyện. Cả đoàn đều mạnh tay khỏe chân cả các bạn. Không có chuyện gì xảy ra hết. Rất là mừng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì hiện tại đoàn của từ thiện của Bình Thủy, Bình Mỹ cũng như các đoàn từ thiện đến đây đã đem được hai cái bia khắc chữ Nam Mô A Di Đà Phật tới chùa của Tây Hưng rồi các bạn. Thì sau khi đem cái này lên xong thì đoàn cũng định là viếng một số nơi. Và đây là chú Sáu Miếng ha các bạn, ở tại Bình Thủy của châu Phú An Giang mình. Thì sẽ gặp gỡ các bạn để hướng dẫn đoàn của chúng ta đến các điện nào ở núi Trà Sư này. Chú Sáu có thể chia sẻ cho các bạn cùng xem. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo xa gần thân mến, được biết ngày nay cũng là ngày 29 tháng Giêng, cũng là đoàn tại xã Bình Thủy và cùng xã bạn để đưa Lục Tự Di Đà để đến nơi tại chùa Tây Hưng Tự tại nơi đây. Mình cũng có nhân viên được đưa lên, sức là mừng, có nghĩa là an toàn đó. Và trước khi đưa cái bức tượng lên chùa tại nơi đây đã xong, đoàn của chúng tôi cũng có nhân viên được đi đến tại chùa, tại núi Trà Sư. Sau nữa để đi tham quan thắng cảnh tại nơi đây, các chùa. Vị trân trọng kính mời quý vị đồng theo dõi nha. Mời tất cả các bạn và cũng như toàn thể đội từ thiện của chúng ta sẽ đi diễn núi Trà Sư. Kính mời. Chào mô Phật. Rồi bây giờ đoàn của từ thiện cũng như đoàn của chúng tôi tham quan các danh lam thắng cảnh ở trên núi Trà Sư ha các bạn, và cũng như viếng các điện, các chùa ở trên núi này. Và xin mời các bạn cùng theo dõi. Thưa các bạn thân mến, thì hiện tại đứng kế bên mình là chú Hai ở xã Bình Long của huyện Châu Phú luôn các bạn. Thì cũng là trưởng đoàn từ thiện. Thì cho con hỏi chú Hai, thì nhân viên nào mà mình biết được hai cái tượng, hai cái bia đá mà Nam Mô A Di Đà Phật á, để mình đem lên chùa Tây Hưng. Cái nhân viên là nhà ông Tám kia, ông cũng hỗ trợ là ông đưa lên cái chùa này. Nhân viên mượn giống nhóm anh em mình đưa lên đây.
cũng nhờ đội từ thiện cũng rất là đông ha. Dạ, anh em cũng mỗi đông. Người một chút công sức để đưa tới chùa Tây Hưng. Cảm ơn chú Hai. Rồi. Hôm nay cũng đến chùa Hòa Sơn, đoàn của chúng tôi đến đây vì tất cả quý vị đồng trang nghiêm hướng về Đức Phật để chúng ta làm lễ tại nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đà Phật. Về nguồn gốc tên núi Trà Sư đến nay vẫn còn nhiều cách giải thích khác nhau. Có người cho rằng núi này ngày xưa gọi là núi Tà Sư vì có nhiều đạo sĩ. Cũng có người khác nói rằng trước đây có vị tu sĩ tên là Trà đến đây tu trên núi. Ngày nay tên núi Trà Sư còn được sử dụng cho khóm Trà Sư thuộc thị trấn Nhà Bàn, kinh Trà Sư thuộc xã Nhân Hưng và rừng tràm Trà Sư thuộc xã Văn Giáo. Và đoàn đang lên điện Quỳnh Long nha các bạn. Một cái điện rất là treo leo, rất là đẹp. Ở trên một cái tảng đá rất lớn ha. Xây dựng một cái điện trên đây và các bạn chúng ta cùng theo dõi. Điện Quỳnh Long nằm trên cao ở một vồ đá. Đường lên khúc khuỷu, bậc đá có tay vịn chắc chắn, tạo cảnh quan đẹp. Điện Quỳnh Long là một cái hang nơi xưa kia Đức Quỳnh giáo chủ ở trị bệnh cho bá gia bá tánh. Hiện nay trong điện có một cái hang hẹp thấp và có một cái chõng tre và có bức chân dung của Đức Thầy sát tường. Thưa các bạn, hiện tại thì đoàn được chú Sáu Miếng dẫn đến điện Quỳnh Long. Thì điện Quỳnh Long như thế nào thì xin mời chú Sáu cũng có thể phân tích cũng như là cho toàn thể quý vị đang xem trên kênh sẽ rõ ha. Xin mời chú Sáu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chú quý vị xa gần thân mến, chúng ta cũng có nhân duyên hội ngộ hôm nay cũng là ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão. Đoàn từ thiện của chúng tôi cũng có cái nhân duyên đến tại nơi Quỳnh Long, chỗ an trí của Đức Thầy ngày xưa để tu tịnh tại nơi đây là có nghĩa là 46 ngày. Đoàn từ thiện của chúng tôi đến tại nơi đây để trước là lễ bái, sau nữa để giếng. Đó là cái di tích của Đức Thầy ngày xưa tu tịnh là 46 ngày. Vì trân trọng kính mời tất cả đồng hướng theo để chúng ta để chiêm ngưỡng, để người xưa để lại cho toàn thể trong đạo của Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật quý vị đồng theo dõi nha. Ngày xưa Đức Thầy tu tịnh là ngồi kiết già và niệm Phật tại nơi đây. Quý vị cũng đồng theo dõi ha. Hôm nay mình cũng đủ duyên. Cái này cũng y thinh quý vị. Không hư tàn. Dạ cấm. Đây là cái hình để là cấm, chỉ là giếng thôi chứ không có ngồi quý vị. Bị tiêu rằng là sát thiên mắt chứ hồn thiên chẳng mắt, cứ nghĩa là vậy đó. Mình chỉ là chiêm ngưỡng thôi. Để giếng thì đó, để mình dạ, hồi xưa này của thầy cũng tặng nè. Dạ, quý vị đồng theo dõi nha. Tới giờ đó là biết qua lâu rồi mà. Hôm nay cái giặc vẫn còn đó quý vị. Không thương không gì hết. Đây là cái da chăn nha các bạn. Da chăn thiệt nha các bạn. Mới 5 ngày đây. Và cái này mới lột đây thôi các bạn. Da thiệt nha. Nay đoàn qua giếng chỗ đá lăng nha các bạn. Đá lăng thì nghe rất là hấp dẫn các bạn. Tức là một cái tảng đá rất là lớn. Nhưng mà lăng xuống dưới chiền
và nguyên nhân như thế nào, cũng như là như ra sao, hình ảnh như thế nào, mình sẽ qua bển mình quay thực tế cho các bạn xem nha. Đây mình thấy một cái miếu thần nông các bạn. Miếu thần nông. À, mình làm nông nghiệp mình qua đây mình phải viếng cái miếu thần nông mới được các bạn. Đây. Đây là qua điện miếu thần nông ha. Đây. Miếu thần nông. Đây là ông thần nông đây các bạn. Đó, đội nón lá tú cá chanh nè. Đó. Rất lớn ha. Phía dưới thì có tượng của Phật Bà, Phật Mẹ Quan Âm. Đây. Đây là để đến điện Đá Lăng các bạn. Thì có ghi ngày tháng là ngày 25 tháng 7 năm 1991. Thì có nghĩa là cái ngày mà tảng đá này lăn xuống đây. Ở bên đây á, là chùa Bồng Lai cũ ngày xưa các bạn. Đây mình sẽ quay cái hòn đá lăn cho các bạn xem. Tảng đá rất lớn. Khối đá này rất lớn, to hơn cái khối đá hai cái phiến đá mà đặt bia Nam Mô Di Đà Phật đó các bạn. Có nghĩa là cái trọng lượng rất là lớn ha. Nhưng mà lăn xuống đây ngay cái miếu này. Mình vào trong cái điện thờ cái hòn đá, một cái tảng đá rất là lớn, tảng đá lăn. À, thì nghe truyền thuyết kể lại rằng thì ngày 25 tháng 7 1991 đó các bạn, thì tảng đá này từ ở trên đỉnh núi Trà Sư lăn nhẹ nhàng xuống đây các bạn. Lăn rất là, tảng này rất là lớn nè ha. Nó cậu Út để bàn tay vô thử rồi cậu. À, cậu Út mình để bàn tay vô thấy không giáp các bạn. Tảng đá rất là lớn đó. Rất là bự luôn. Thì trọng lượng cũng rất là nặng các bạn, mình không có biết được bao nhiêu. Nhưng mà có cái điều quyền bí là gần bên chùa đây mà không có hề hấn gì, không đụng chạm tới bên chùa. Đúng rồi, không đụng cái chùa Bồng Lai cũ mà cũng không có ảnh hưởng gì tới cái vách chùa hoặc là cái tượng lăn ngay xuống đây. Rồi bắt đầu ở đây là mình đặt cái điện để thờ cúng cái tảng đá này, cũng rất là linh thiêng. Đây là tảng đá lăn, là cái tảng mà có cái chữ chữ Hán nè các bạn, hình như là chữ Phước. Rất lớn ha. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, kết thúc một ngày viếng thăm núi Trà Sư và cũng như làm những công việc rất là ý nghĩa, đem hai bia đá tạc chữ Nam Mô A Di Đà Phật lên tới chùa Tây Hưng. Và cũng như viếng các thắng cảnh của núi Trà Sư thì đoàn của chúng mình tạm chia tay ở nhà bạn Tịnh Biên để về với Bình Thủy Châu Phú ha các bạn. Và nếu các bạn thấy video clip này hay ý nghĩa thì các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè cũng như là các vị từ thiện, các đồng đạo của mình nó cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh Đức An Giang để ủng hộ kênh của mình. Và xin kính chào, hẹn gặp lại.